Hi, chào anh em vào chị ở lớp mình là từ lũy 98. À, đây video chia sẻ các anh em về cách đăng nhập đăng ký tài khoản KOF 98 trên hệ điều hành Android, trên các máy Android. Máy Android không như là bên iOS thì chỉ có máy dòng iPhone, dòng Apple ấy, rồi là MacBook vân vân. Thì bên bên Android này có rất nhiều các hệ máy khác nhau như là Samsung, như là Huawei, rồi là Xiaomi, Oppo các kiểu, nên thành ra là nó sẽ có một số cái chia sẻ nó sẽ khác đi một chút, tức là có một vài nút bấm nó hình dạng hình thức nó khác đi một chút, nhưng chung quy lại thì cách đăng nhập đăng ký tài khoản bên 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 Android thì nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên các bạn mình xin chia sẻ bằng cách là đăng nhập bằng thông qua là Gmail hay còn gọi là Google Play các bạn nhé. Đấy. Thì đầu tiên các bạn vào phần cài đặt trong thiết bị Android. Đấy, cài đặt hay còn gọi là thiết lập đấy. Các bạn vào phần tài khoản. Đấy, chọn phần thêm tài khoản đúng chưa? Thường thường chúng ta đăng ký bằng tài khoản là tài khoản Google các bạn ạ. Các bạn sẽ bấm vào chữ Google đấy, thì các bạn bắt đầu là đăng ký địa chỉ email của các bạn vào. Mình thì thông thường thì một người sẽ có khá là nhiều email đấy, email chính thì dùng cho công việc, còn email phụ thì hay còn gọi email clone đấy thì thường dùng để chơi game. Mình cũng đề xuất với các anh em là lên sử dụng các email phụ, email clone để chơi game. Khi đó thì các bạn sẽ không bị làm phiền hay không bị ảnh hưởng đến công việc. Sau này nếu như mà có gặp ra vấn đề lỗi hoặc là muốn mua bán gì đó hay hoặc là đưa cho mình làm thì nó mình nghĩ là nó cũng sẽ gọi là đỡ mất thời gian hơn là việc các bạn dùng email chính. Mình khuyên các anh em như vậy. Còn đâu các bạn vẫn có thể dùng email chính. Còn để lập ra được cái email clone này thì các bạn rất là đơn giản, bạn vào Google bạn lập thôi đúng không, rất là giản, nhanh 2 phút mà. Đấy, các bạn đăng nhập tài khoản của bạn vào đúng chưa, đăng nhập nó cũng chính là tài khoản Google của bạn luôn đấy. Ok, chỗ này mình che một tí nhá. Đấy, ông đây là mình đang nạp hộ bạn luôn, chính xác là lập hộ bạn đến tài khoản và nạp hộ luôn đấy. Đằng nào cũng thế mà, chứ lúc mới lập vào mà không có con mai thì chơi nó cũng hơi khó đúng không. Đấy, các bạn gõ xong mật khẩu thì nó thì cái gì nhỉ, nó ok thôi chứ cái gì đâu đúng không. Đấy, đúng chưa, đồng ý hết, nó bảo gì phải đồng ý, chả nhẽ không đồng ý à. Cái bọn Google ấy nó cứ hỏi thừa đúng không. Đấy, các anh em vào game, đấy là trước đó các bạn phải tải về thôi đúng không. Đấy, bạn tải về thì sao nhỉ. Thì nó sẽ hiển thị mới đầu nhá, nếu bạn tải về lần đầu tiên. Đây là mình tải về, mình đã chơi một app trước nào đó rồi thì nó hiển thị màn hình nó sẽ khác một chút những bạn tải về lần đầu. Những bạn tải về lần đầu ấy thì nó sẽ hiển thị ra một cái hình nó nó sẽ hiển thị cái hình nó khác nhỉ, nó không giống nhỉ đâu, hình nó sẽ khác một chút. Hiện nó sẽ hiển thị ra một cái đoạn là mở đầu giới thiệu cốt truyện. Đấy, thì các bạn cứ ok rồi nó bảo gì thì làm đấy. Rồi các bạn sẽ phải đánh qua một hai màn gì đó, rồi nó mới bắt đầu hiển thị cái hình gần gần giống như hình này. Đấy, thì nó sẽ có cho bạn hai sự lựa chọn, một là đăng nhập bằng Facebook, các bạn nhìn những Facebook màu xanh xanh chưa? Hai, đăng nhập bằng Google, các bạn nhìn ký hiệu chữ G chưa? Đấy, thì tất nhiên mình khuyên các anh em mình xem lại là luôn luôn là lên ưu tiên sử dụng tài khoản Google nhé, đừng dùng Facebook. Facebook rất là dễ bị khóa, còn Google thì nó khó khóa hơn. Đấy, còn tất nhiên bạn nào mà chơi bời cẩn thận thì Google và Facebook đều được hết. Đấy, mình khuyên như thế thôi. Đây, mình hướng dẫn bằng tài khoản Google mà, các anh em vào phần retry Google. Đấy, thì nó sẽ cho bạn cái phần lựa chọn. Với những máy chỉ có một tài khoản thì các bạn không cần phải lựa chọn nhà làm gì cả. Đấy, thì các bạn chỉ cần chọn, các bạn chọn luôn luôn cái, tức là các bạn nó sẽ tự động đăng nhập vào cái tài khoản Google đấy luôn. Còn không nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì các bạn chọn tài khoản mà mình muốn đăng nhập. Đấy, mình sẽ bạn phải thêm tài khoản nó trước nhé. Đấy, ok. Đấy, thì nó sẽ lốc vào thôi đúng chưa. Ai đây là tài khoản mới toanh các bạn này đúng không, chưa liên kết gì cả, nó hình này ok. Đấy, next time nha, bước kế tiếp ok đấy, ok đấy. Vào tài khoản và các bạn nhìn thấy server trống trơn, nghĩa là chưa lập một cái gì cả, chứ còn chưa có level 1 đúng không. Và play ok con gì, đơn giản mà. Đấy, thế thôi các bạn, đơn giản thôi. Còn các bạn muốn thay đổi mật khẩu như thế nào thì các bạn thay đổi mật khẩu Gmail thì chính là thay đổi mật khẩu game, rất là giản. Đấy, vào game thì nó sẽ như thế này. Khi vào game thì tất nhiên là nhân vật ở server mới sẽ là mặc định nó tích cho bọn cho bạn một cái tên, sau này bạn sẽ được đổi tên nhân vật bằng 100 kim cương, phí 100 kim cương đổi tên nhân vật một lần, nhà tài nhà thu đúng không. Bấm vào avatar sẽ tinh cho tiếc để nó sẽ có phần đổi tên. Đấy, rồi còn khi mà mình vào game đấy, mình bảo rồi, đoạn đầu nó sẽ có một cái đoạn
mở đầu đây này, đúng không? Đấy. Sẽ là đoạn mở đầu. Đấy. Ok, đấy. Đúng không? Đấy, nó sẽ bắt bạn làm mấy cái thứ gì gì đấy. Đấy. Nó bảo đấy, nó bảo làm gì thì mình làm theo. Mình bấm khác không được thì các bạn ạ, bấm khác cũng không được. Đúng không? Đấy, ok thì ok. Một sao ở đây, con võ sĩ một sao duy nhất trên bản đồ luôn các bạn. Không bao giờ các bạn thấy con nào mở ra con nào một sao nữa. Đúng chưa? Đấy, đó ok. Thôi từ từ anh em nha, đây lạp game đúng không? Đấy lạp game mình có con mai vào chơi dễ này các bạn. Đây lạp game thì anh em bấm vào lạp thôi. Ok, x cho anh em nha, đừng có connect chẳng gì mất thời gian. X đúng không? Đấy. Thực ra những bạn nào hiểu rõ về tiếng Anh ấy thì các bạn sẽ thấy là những cái chỗ này nó không có gì là rắc rối cả, chủ yếu là do các bạn không nắm rõ các quy tắc thôi, thành ra là nó mới hơi phức tạp thôi. Chứ thực sự thì nó cũng không có gì là phức tạp đâu. Đấy, chủ yếu là các anh em không nắm rõ các quy tắc, gọi là không dịch từ thôi, thành ra là nó nhìn nó hơi đau mắt thôi. Chứ thực sự thì mình nghĩ là bạn nào mà dịch tốt ấy, hay nó khác là hiểu tiếng Anh một chút ấy, thì hoàn toàn nó hiển thị những cái gì thì các bạn hoàn toàn nó có thể là hiểu là người ta nói với ta cái gì. Nó dễ mà, chỉ nó không có khó một chút nào cả. Đấy, các anh em chơi thì mình khuyên là trong quá trình chơi thì luôn nên là gọi là có cái sự, tức là có sự mày mò luôn thêm một chút về cái ấy, có một sự mày mò luôn thêm một chút về cái gọi là vốn hiểu biết tiếng Anh thì mình nghĩ là chơi nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, chứ phụ thuộc vào người khác thì mình nghĩ cũng không tốt. Đấy, bên trên group hay mình vẫn luôn luôn có những cái bản dịch, có những cái event review cho các anh em về các sự kiện, về thì nhắc mới vân vân. Sự chủ động mình vẫn nghĩ vẫn là tốt nhất. Nên là mới chơi thì các anh em có thể tham khảo mọi người, còn chơi lâu rồi thì mình nghĩ là lên là tự học hỏi thêm cái từ mới. Rồi, cái hệ thống lạp nó đang hơi lắc lắc một chút. Chính xác là tài khoản nó hết tiền, đang bơm tiền rồi. Ok, các anh em cho téo vào được này. Đấy, còn anh em nào mà cần nạp hay là cần thông tin gì, hỗ trợ gì thì cứ inbox, đúng không? Nạp thì chắc chắn là phải inbox rồi. Còn đâu các thông tin khác thì các anh em có thể là liên hệ với đăng trên các group, các anh em khác hoàn toàn cũng có thể vào hỗ trợ. Ok. Hướng dẫn, bởi vì thực ra mình cũng thực ra là lính cũ đấy, chứ không phải là người chơi, những người chơi đầu tiên đâu. Đấy. Nhưng mà mình cũng am hiểu được phần nào đấy. Thì các bạn là hoàn toàn có đầu tiên trên group thì nhiều người hơn thì sẽ giúp đỡ một cách dễ dàng hơn. Đấy. Rồi, xoay tròn những vòng quay, xoay tròn. Rồi, ok, cuối cùng thanh toán thành công là vai. Ok, được rồi đúng không các bạn? Đấy, thì khi có con mai rồi thì điện thoại nó tinh tinh, nó trừ tiền đấy. Đấy, các bạn thấy là chơi nó sẽ dễ hơn, đúng không? Đâu rồi? Đây, đúng không? Chỉ đâu? Mình sẽ lại ngày đầu các anh em nạp gói này thôi nhá. Ngày mai thì bắt đầu mới có sự kiện nạp. Đấy, chứ hôm nay thì nó chưa có sự kiện nạp đâu. Thế cái này thì muộn được, chả muộn được, tùy không. Đấy, share Facebook thì các bạn không cần liên kết Facebook vẫn share nhá. Đấy, các anh em lưu ý, không cần liên kết vẫn share được bình thường. Đấy. Chỉ cần bạn đăng nhập Facebook là được, không cần liên kết. Ok. Thôi video của mình dừng lại đây. Đấy, các anh em nào cần hỗ trợ thì liên hệ. Các anh em thấy video bổ ích, có ích, đừng quên để lại một like, một subscribe trên YouTube. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào đón các anh em tới server mới, server 65.